một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh. Vào khoảng 18 giờ 5 phút ngày 21 tháng 12, nhóm công nhân đang làm việc với máy xúc tại khu vực mỏ khai thác của công ty than Cọc 6 thành phố Cẩm Phả thì xảy ra tai nạn khiến một công nhân tử vong, một người mất tích và 6 người bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Lưu Thanh Tùng sinh năm 1988. Người mất tích là anh Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976, đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực có hộ khẩu thường trú tại khu 2B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. 6 công nhân bị thương đều trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Than Cọc 6 Vinacomin đã phối hợp tối đa phương tiện nhân lực xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị mất tích sau sự cố sạt lở bờ mong khai thác. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá khu vực tầng 270 xuống. Hiện ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đang chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.